Các bạn đã đến với kênh của mình Ẩm thực miền quê. Hôm nay xin chia sẻ cả với các bạn cơm nguội thừa, các bạn đừng đổ đi nhé. Chúng ta có thể làm một món cơm chay rất là ngon như thế này với đầy đủ rau củ quả, giàu dinh dưỡng. Để làm món ăn này thì rất là đơn giản thôi, những món ăn tuyệt vời cho bữa sáng mà ngon ạ. Mình mời các bạn cùng vào bếp với mình ạ. Mình sẽ giới thiệu với các bạn một món cơm, đó là cơm rang nhé, rau củ quả. Thì nhiều lúc chúng ta ăn cơm nguội thừa, chúng ta không biết làm thế nào thì chúng ta có thể chế biến thành món cơm rang ạ, để cho đỡ phí các bạn nhé, đỡ bỏ đi. Nếu chúng ta có chăn nuôi thì chúng ta có thể dùng cơm nguội để cho các con vật ăn, còn nếu không có thì chúng ta có thể tận dụng nó bằng nấu cơm nhé. Các bạn biết rằng trên thế giới bây giờ rất là nhiều người đang bị thiếu lương thực, nên chúng ta ăn như thế này vừa tốt cho sức khỏe mà lại vừa đảm bảo được tình hình lương thực của thế giới các bạn ạ. Đó, nhìn chung nói thì to tát nhưng mà mình góp một phần nhỏ bé của mình ạ. Các bạn cho mình vào đây một ít muối bột canh nhé, và cái phần cơm nguội này. Các bạn cho mình vào đây hai quả trứng ạ. Hai quả trứng gà các bạn nhé, trộn đều lên với cơm. Để cho cái phần cơm này nó có độ đậm. Các bạn chuẩn bị cho mình một bắp ngô, một củ cà rốt, một củ hành nhé, và một ít rau thơm, một rau mùi và rau và hành lá. Để các bạn sẽ tẽ cái phần ngô cho mình ra nhé. Mình ăn cơm rang mình có một ít bắp ngô với củ cà rốt vào, nó có vừa có màu sắc mà lại vừa đầy đủ dinh dưỡng các bạn nhé. Ăn cơm đỡ khô và đỡ bị ngán, rất là dễ ăn. Độ ngọt ngọt của cà rốt và ngô nhé. Nhiều lúc các con không chịu ăn rau củ quả nhưng chúng ta chế biến món ăn như thế này các con lại rất là thích ăn nhé. Đây được coi như là một món ăn chay các bạn ạ. Mình không cho thịt hay xúc xích gì cả mà mình chỉ cho trứng và ngô thôi với cà rốt thôi ạ. Cà rốt các bạn cũng thái ra cho mình nhé. Mình cũng thái liệu như hạt ngô ấy các bạn ạ. Các bạn cho mình lên bếp một nồi nước ạ. Mình cho vào đây ít muối nhé. Sẽ cho phần ngô và cà rốt vào để mình luộc lên. Luộc cho chín phần ngô và cà rốt ạ. Củ hành tây các bạn thái ra cho mình nhé. Mùi hẹ các bạn cũng thái nhỏ cho mình. Khi ngô và cà rốt đã chín rồi các bạn nhé, các bạn sẽ vớt ra cho mình nhé. Mình
Mình cho vào đây chảo, các bạn cho dầu ăn nhé. Tùy theo chúng ta ăn nhiều thì mình sẽ cho nhiều phần dầu ăn nhé. Mình cho vừa phải thôi để tránh cái tình trạng ngấy quá. Các bạn sẽ cho phần hành vào trước. Cho cái phần hành nó thơm lên ạ. Khi hành thơm lên, các bạn sẽ cho phần ngô và cà rốt vào cho mình. Các bạn cho gia vị hợp với gia đình nhà mình nhé, một ít muối bột chanh. Bạn nào ăn hạt lên có thể cho, còn không thôi nhé, thì hạt lên. Xào để cho gia vị nó ngấm vào. Khi gia vị đã ngấm rồi các bạn nhé, thì và cái phần hạt này đã khô lên rồi, các bạn sẽ cho mình phần tôm vào đây. Đều lên. Thế các bạn, khi mình rang như thế này nhé là cơm đã được rồi các bạn ạ. Các bạn xem gia vị vừa chưa nhé. Và mình sẽ cho vào đây một chút hạt tiêu. Nếu mà nhà có trẻ nhỏ thì các bạn không cho hạt tiêu cũng được, còn không có thì mình cho một chút thì nó sẽ rất là thơm của món ăn ạ. Cái phần mồi và mình trộn đều lên là chín. Với các bạn ăn chay thì đây là một trong những món cơm chay rất là ngon nhé, đầy đủ dinh dưỡng ạ. Chúng ta có thể tranh thủ mình nấu vào buổi sáng để cho gia đình ăn nhé, hoặc kể cả các bạn mang đi làm ấy thì món cơm này cũng rất là tuyệt vời. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình ạ, ẩm thực miền quê ạ. Chúc các bạn ngon miệng ạ. Không mất nhiều thời gian là các bạn đã có một món cơm hấp dẫn như thế này rồi. Rất là tuyệt vời. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình.